Hi mọi người nhé, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Và đến với clip hôm nay tôi sẽ vào sâu cho anh em rất là nhiều từ giá vài chục k đến vài trăm k nha anh em nhé. Toàn hạt ngon để anh em mua về chơi thôi. Với cái mùa dịch này thì anh em ở nhà chơi game là tốt nhất. Nói chung chơi chán bán vẫn còn hơn là lạ. Rồi tôi sẽ vào sâu luôn. Hạt đầu tiên, hạt 2 server, level 91, đặc quyền VIP 6, KD 1.05 và đấy, kill thì hơn 11.000 kill. Danh thì không chơi nha anh em nhé, vẫn vàng 1, còn 430 kim cương. Rồi tôi sẽ vào sâu nhanh kho đồ cho anh em thôi, hơn 400k, 4 vòng nha anh em nhé. AK Transformer, AK47 Beat Inferno, AK47 Beat này, M4 Transformer, M4 Von Beat, M14 EB Dark Light, AWM Inferno Dragon, 3Z Von Beat, 3Z Out, MG Level 1-2 này, 6 Long, Thôn Sơn, A12 Hefat, dùng sống DIE full luôn, đều Level 2, DE Von Beat, DE Thunder, cải chiến thì có một cái dìu VIP này, Level 2 rồi nhé. Cái đi con bit 2 ở trong set 3Z con bit cũng rất là ngon. AK bà tước, AK47, 3Z Nobel Dragon, UZ bà tước X3, BCS Nobel Dragon. Cung thì cũng rất bá, có cung phu, có cung bầu dân đa này, dùng cầu bò lửa X2, IF Phonix, Katala Transformer, Đâu Lan Song Tích. Rồi một cái súng nước này, đây này xe vừa Android có thôi. Cop 357 nha anh em nhé, đấy anh em nào bắn Android thì có Cop 357, còn bên iOS thì nhiều súng tím nha anh em nhé. Liệu đạn cờ lan, nhân vật thì chỉ có phun nhân vật 3 vòng quay thôi, thì phun 3 vòng mà. Đấy. Nhân ngắm kẻ địch hiện HP, dây chuyền cũng có nhưng em nhé. Thiên phú thì còn tương đối thôi, nói chung cũng 80-90% rồi. Còn 430 kim cương anh em mua về rồi, sẵn thẻ đổi tên. Rồi tôi sẽ đến với cái hạt tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với cái hạt tiếp theo. Hai server nha anh em nhé, level 89 đặc quyền VIP 4. Hai server như nhau, KD thì 1.8 và kill 10.000 kill nha anh em nhé, vẫn danh bạc nhé. Nói chung là cả tháng rồi, bây giờ cuối tháng rồi vẫn còn chưa chơi, nói chung là không ghi danh. Rồi tôi sẽ vào sâu những con đồ cho anh em xem thôi. Cái hạt này dành cho anh em là thuốc phòng AK Transformer, giá thì hơn 200k nhé. AK Transformer, 3Z, Aura, hai server như nhau. Đặc biệt ngon là có hai cây trận chiến VIP cực kỳ chất nữa, Kuri VIP, Kuri VIP Inferno, đấy, hai cây quán VIP nhé. AK bà tước, 3Z thì có 3Z Nobel Dragon nữa, 3Z Nobel Dragon những hai luôn. Lọ CB Transformer, lọ thì cũng được hai viết. Lục đầu bò lửa này. Rồi một cái gậy đầu lâu thương xét. AK M4 vũ công, quắm. AK Blue Battery, súng tím thì cũng khá khá. Kuri Raya Dragon, AK M4, M37 CLV. Rồi nhân vật thì có nhân vật hai vòng quay và đặc biệt cũng có nhân vật gold nhé. À quên, nhân vật VIP có Soloco thôi, quên, tôi sẽ ghi nhầm là con gold. 15 đá thức tỉnh Thôn Sơn, điểm thiên phú còn nhiều này. Có dây chuyền thôi nhưng mà lại chưa ra nhẫn nha các bạn. Dây chuyền thì cũng không tẩy. Thiên phú thì 70-80% nhé nhé. Rồi tôi sẽ đến với cạc tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với cạc tiếp theo. Hai server nha anh em nhé, level 88 đặc quyền VIP 4, KD 1.14 và hạ gục 18.000 kill. Hai server như nhau. Đấy, KD 1.0 rất là ok. Thì hơn 200 thôi, cũng rất là nhiều súng này. AK VIP X2, hai server nha anh em nhé, M4 A1 Beat X2, AWM Inferno Dragon X2. Nói chung anh em nói thì bắn 3Z thì có 3Z Bon Beat này, 3Z Aura luôn. Một ô nữa là full 2 vòng. Cận chiến thì có Kuri Beat, AK Zosa, lục đầu bò này, Katala Transformer, đao phán quyết, chuyển đông gà. Đấy, súng tím rất là nhiều, cung thì có cả cung bô dân đa. Nói chung là một ô nữa là full 2 vòng nha anh em nhé. AK Gold này, rồi VTB Raya Dragon. Đấy, và rất là nhiều súng trắng. Nhân vật thì có AOI, Maria, hai nhẫn nha anh em, nhẫn ngắm kẻ địch, nhẫn HP, 3 dòng 5 sao. Thiên phú thì cũng ok, BVB thì gần mắc rồi, đã mắc gỡ bom nhanh. Đấy, vòng quà thì phun được vòng con vít thôi, mỗi vòng kia thì quay 4-5 ô. Rồi tiếp tục đến với cái hạt tiếp theo. Thì hạt này cũng rất là ok, hạt 2 server level 100 đặc quyền vít 6, KD 1.18 và hạt gục 62.000 kill nha anh em nhé. Còn 423 kim cương anh em mua thẻ đổi tên.
Đấy, và đặc biệt app rất là nhiều súng, giá thì hơn 1 triệu xíu thôi, có nhận thẻ Garena cho anh em luôn. Khỏi phải đi chuyển khoản, M451 Von Beat X2 này, M451 Quái Thú Vô Hình X2, Jaguari, M451 Thiên Sứ, AWM Internal Dragon, 3Z Von Beat, và đặc biệt là có 3Z giải nhé, 3Z Stalic. Một vòng này thì bằng 3 vòng bình thường ấy. Rồi X4 Thông Sơn để ép đạn cho Team B, nói chung là toàn đồ chất thôi. Team B 100 viên, Dea Von Beat, Dea Thunder, một ô nữa là full vòng Von Beat anh em nhé. Dew VIP Level 2x2 này. Rồi cận chiến cực đẹp luôn, Kuri VIP Inferno, Katana Transformer VIP, Kerit Von Beat, rồi chẳng Von Beat luôn, Akazusa, AK47 Lobel Dragon, USB Bá Tước, BCC Lobel Dragon, M451 Alonimus, M240 Betetla, A12 Booster, M4A1 Rubber Gold. Khẩu này thì cộng 2 viên đạn lỏ nha anh em nhé. Đấy, lỏ CB Transformer, lỏ cũng 4 viên nha anh em nhé. Cả một nục VIP nữa là 4 viên. Rất là ngon, Cung Fury, nục đồ bò băng X3, nục đồ bò siêu này, rồi EAS Phonix kiếm vàng, EAS The Legend, cận chiến của cây 3Z. Đấy, dìu thì tận 3 cây nữa chưa lên level 2, 5 đấm Titan, móng rồng, Katala Transformer, đao phán quyết, đao Fury, sởi lông gà, lâu lan song kích. Thêm một cây cung nữa là cây cung bông Zonda, trùng hạt rất là ngon. Quắm này Akagon, Jacking Gun, Banzit đen các kiểu. Đấy, giá thì có triệu hơn triệu thôi, nhân vật 3 vòng quay, Sonoko. Có súng giải, có M4, nó vừa côn các kiểu. Đấy, nhận 3 dòng năm sau, ngắm kẻ địch nhận HP. Trên phú thì 80-90%, hoặc kẻ địch cũng level 100, đã mắc được bom nhanh. Sâu đôi vòng quà cho anh em xem nhé. Thì đấy, một ô nữa là full được vòng 3Z Von Beat. Thì còn một ô nữa cũng rất là ngon anh em, là nào chịu khó tích thì chắc hơn một tháng gì đấy, 2 tháng. Rồi tôi sẽ đến với cạp tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với cạp tiếp theo nhé anh em nhé. À, 2 server nhưng mà bên US thì 2 vòng, còn bên Android 1 vòng nhé. Đấy, đặc quyền giúp nam level 86, ra đây 0.92 và hạ gục 12.000 kill. À, còn 166 kim cương, 399k full 2 vòng, AK Transformer, AK VIP này, M4 Von Beat, M4A1 Thiên Sứ, 3Z Von Beat, 3Z Out, The BK 6 lòng, Golden Sack, Dea Von Beat, Dea Thunder X2. Cận chiến thì có một cây dìu VIP Never 2 này, AK Zusa X2, AK47 Lobel Dragon X2, Mauser Lobel Dragon X2, Ska, lục đồ bò gold nha anh em nhé, cũng rất là ngon. EI Phonix, kiếm và Dao Fury, cương xét này, AK Go Công, AK Belly, M4 Go Công, set 3Z vô công luôn. Đấy, đua team đi Zaya Dragon. Rồi 3Z Spring, Jacking Bull, các kiểu. 4 quả liệu đạn cờ la, nhân vật thì full nhân vật 3 vòng quay, nói chung là cũng rất là ngon. Đấy, full nhân vật 3 vòng quay, full 2 vòng 399k. Có nhẫn này, một dòng 5 sao, một dòng 4 sao, dây chuyền thì chưa tẩy. Rồi, thiên phú thì 70-80% nhé anh em nhé. Rồi tôi sẽ đến với cạp tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với cạp tiếp theo. Đặc quyền VIP 3 level 86, cái đây 0.89, khoảng 10.000 kill. Nói chung là 2 server như nhau nhé anh em nhé. À, thì giá rẻ thôi, hơn 100k thì cho anh em nào mới tập chơi hoặc mua cái VIP tiền thôi, đỡ phải tốn tiền. M451 Von Beat này, AWM Inferno Dragon, nói chung là cũng đầy đủ súng để anh em bắn ấy. Rồi MK 6 lòng để BAE, Dea Thunder, M4A1 Lobel Dragon, Mauser Lobel Dragon, BCS Lobel Dragon, M4A1 Alonimus, Chép Tổ Ong này, Kiểm Vàng, EAS Phonix Gold, Katana Transformer, Thương Xét, đấy, AK Đổi Su, 3Z thì có Xét 3Z Belly, AK Gold, M4 Raya Dragon, 9A91 này, Vua Team đi Raya Dragon, nói chung phục tím thì cũng rất là nhiều, nắm đấm trao các kiểu, M4 Fantasy, cực kỳ nhiều súng tím, AWM X-Max này, Chàng Tết Viên Tiêu. Nhân vật thì có nốt vĩnh viễn, vật phẩm thì có nhẫn này, nhẫn ngắm kẻ địch nhẫn HP. Đấy, 3 dòng 5 sao nhẫn rất là đẹp luôn. Rồi thiên phú thì 70-80% đã mắc BBB, chưa mắc đúng không? Mắc dấu bom nhanh không? Rồi tôi sẽ đến với cạp cuối cùng. Rồi đến với cạp cuối cùng nhé em nhé, thì server Android. Đấy, level 71, đặc quyền VIP 3, KD 1.12 và hào 7.000 kill. À, Zing Full giá thì 100k nhé. Giá 100k. Đấy, M451 Quái Thú Vô Hình này, Thompson Băng, A12 Booster, Chuẩn Ông Gà, Quắm này, M4 Ultimate Gold,
tầm tầm sao M4 Fantasy à, hai sự. Thì à, này ở bên Android thì ít súng hơn, 9A91 Max này, rồi 3Z Spring, TBSS, các King Bull. 3Z thì có cái 3Z đen vĩnh viễn à, nhân vật thì có nào ơi gì này. Rồi thiên phú thì cũng tương đối nhé, 60-70%. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã coi clip của tôi. Thì anh em nào mua hàng inbox Zalo tôi nhé, số điện thoại thì ở đầu intro clip. Rồi.